Xin kính chào quý vị, thời gian quả thực trôi đi rất nhanh và bây giờ đây thì chúng ta lại cùng nhau đi trong một chương trình quen thuộc, đó là Đấu trường 100. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khởi đầu chương trình với một người chơi chính được lựa chọn và 100 người cùng chơi có mặt tại trường quay. Và chúng ta làm một công việc quen thuộc, đó là hãy dành tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho 100 người chơi có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bây giờ thì chúng tôi rất muốn quý vị dành một tràng pháo tay nữa để chào đón sự hiện diện của người chơi chính ngày hôm nay, bạn Nguyễn Hữu Tình. Chào các khán giả đang xem chương trình Đấu trường 100 qua màn ảnh nhỏ, là 100 bạn cùng chơi. Chào MC Thái Tuấn. Tôi tên là Nguyễn Hữu Tình, hiện tại đang là kỹ sư công tác tại công ty BNG Việt Nam. Hôm nay rất vui được tham gia chương trình Đấu trường 100. Mong rằng chúng ta có những giây phút trải nghiệm và có một cuộc thi đấu đầy thú vị. Cảm ơn bạn. Chúng tôi đã được biết là bạn đến từ công ty BNG. Yeah. Và chúng tôi muốn biết thêm những thông tin về bạn nữa. Ngoài việc là bạn là kỹ sư ở đó, bạn ngày hôm nay là người chơi chính trong Đấu trường 100. Thế bạn có gia đình chưa ạ? Dạ, hiện tại em có gia đình được 2 năm. Và mới có một cháu được 8 tháng. Vâng, chúc mừng vợ chồng bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta thi đấu ở Đấu trường 100 thì ngoài việc là có bà xã cổ vũ đúng không ạ? Thì chúng ta cũng hy vọng là có một phần thưởng nào đó mang về cho em bé nữa. Dạ, chắc đủ tiền mua sữa cho con là được. Đủ tiền mua sữa cho con thì nó đơn giản lắm. Đơn giản lắm, chỉ những mức đầu tiên thôi thì đã đủ. Nhưng bây giờ thì chúng ta tính tới mức nó cao hơn đi. Dạ. Ví dụ như là chúng ta mua sữa cho một năm chẳng hạn. Dạ đúng rồi, em cũng đang suy nghĩ như vậy đó. Và trước khi đi thì bà xã bạn có nhắn nhủ điều gì không? Anh phải về với lại sữa một năm hay là như nào? Dạ, đang có dự định là... mua một chiếc xe gắn máy mới. Thì vợ đặt chi tiêu là anh đem về nửa chiếc xe cho em là được. Thì đâu đó tầm cỡ 20 triệu. Còn đâu thì để em lo, đúng không? Ở công ty thì bạn luôn luôn đặt ra cái mức độ chỉ tiêu cho mình phải làm việc là như nào? Hoàn thành công việc hay là hoàn thành xuất sắc công việc, hoặc là làm thêm công việc để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho VNG? Công ty VNG là một công ty... dẫn đầu cái những cái mặt hàng tiêu dùng ha, như các bạn xài bột giặt Thai ha, xài nước xả Downy là từ công ty BNG. Thì tôn chỉ của BNG là luôn luôn là mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt, do đó đòi hỏi các nhân viên luôn luôn nỗ lực hết mình để đem cho tới tất cả các người tiêu dùng sản phẩm tốt. Và ngày hôm nay thì rõ ràng là bạn có mặt ở đây cố gắng hết mình để có thể có được kết quả tốt nhất, ít nhất là một nửa chiếc xe máy đem về cho vợ. Và để làm được điều đó thì tôi nhắc rất nhanh là bạn phải áp dụng tốt luật của chương trình với 3 quyền trợ giúp bạn có trong tay, đúng không ạ? Và cái khoảng thời gian nhiều hơn sau khi mà những người cùng chơi đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Hãy cố gắng suy nghĩ đúng, làm tốt và chúng tôi hy vọng là bạn có thể đạt được mục đích của mình ngày hôm nay. Bây giờ thì bạn đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu cuộc đấu. Mình sẵn sàng. Không biết các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đó. Chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính và 100 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: sừng non nhung của loài động vật nào là một loại thuốc quý? A. Dê. B. Trâu bò. C. Hươu nai. 100 người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là 100 người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. Với bạn thì bạn nghĩ thế nào? Câu hỏi đầu tiên thì theo mình thì là người ta thường nói là nhung hưu, nhung nai nhiều hơn là dê với trâu bò. Cho nên để mình khởi động một cách cho nó trơn tru nhanh chóng thì mình xin được lựa chọn đáp án C. Không biết ý của các bạn thế nào ạ?
Người chơi chính đã đưa ra sự lựa chọn và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Phương án C là câu trả lời đúng, chắc chắn là như vậy. Theo y học cổ truyền Việt Nam thì nhung có tác dụng là bổ tủy ích huyết, chữa các chứng hư tổn cơ thể, giúp khỏe gân xương và tăng cường tuổi thọ. Và chúng ta thì chúng ta cũng từng nghe thế rồi đúng không ạ? Nhung hiêu này thì nó quý như nào, còn sừng châu bò thì chắc thôi chưa cần tính tới. 100 người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ của họ trước khi mà bạn trả lời đúng rồi. Và hy vọng là câu hỏi này thì tất cả những người chơi sẽ trả lời đúng. Nhưng biết đâu đó, người chơi chính thì vẫn hy vọng là có thể loại bỏ được ai đó. May mắn thôi. Và chúng ta chờ xem là liệu có ai không may trong số những người cùng chơi khi mà trả lời câu hỏi này hay không. Không ai trả lời sai. 100 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Chúc mừng 100 người cùng chơi. Chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên mà chả gặp phải áp lực gì cả, đúng không ạ? 100 người cùng chơi vẫn nguyên như vậy. Chúng ta khởi đầu câu hỏi tiếp theo cũng giống như là chúng ta đã khởi đầu câu hỏi đầu tiên. Chỉ có điều khác là chắc chắn là bây giờ thì bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã làm quen với vị trí thi đấu. Bạn nghĩ thế nào về phần thi đấu của những người cùng chơi ở câu hỏi vừa qua? Mình biết các bạn ở đây thì đa phần là các bạn sinh viên. Thì các bạn là gọi là giống như là hiện tài, là nguyên khí quốc gia đó. Các bạn rất là giỏi ha. Mình giống như câu đầu là tình đang dậm chân tại chỗ, chưa có tiến triển gì hết. Vâng, và để tiến triển thì chúng ta sẽ phải tiếp tục đúng không ạ? Dạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đấu của người chơi chính và 100 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo. Phần lớn các thiết bị điều khiển từ xa dùng với TV, máy phát đĩa DVD hoạt động dựa trên tín hiệu nào? A. Tia laser. B. Tia hồng ngoại. Hay C. Tia X. 100 người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Cái này thì ở nhà hàng ngày chúng ta vẫn dùng, đúng không ạ? Và với một người chơi như bạn thì chúng tôi nghĩ rằng là nó là một câu hỏi rất là dễ dàng. Bạn nghĩ sao? Theo nghĩ tia laser thì là nó áp dụng cho cái số lĩnh vực liên quan tới giữa y học và giữa quân sự hơn. Và TX cũng vậy, trong y khoa nhiều hơn. Thì đối với cái câu này thì mình nghiêng về đáp án B. Không biết ý các bạn thế nào ạ? Mình sẽ xin chọn đáp án B. Người chơi chính đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và người chơi chính nói rằng là câu này thì không ai trả lời sai. Nhưng hãy xem là liệu cái suy đoán ấy có chính xác hay không. Câu trả lời đúng là gì? Chúng ta phải cùng chờ xem. Phương án B là câu trả lời đúng. Cái điều khiển từ xa mà chúng ta gọi là remote ấy, đúng không ạ? Là một cái thiết bị phát sóng hồng ngoại sử dụng trong mục đích điều khiển từ xa với cái tầm khoảng 10 mét đổ lại. Chúng ta cùng chờ xem là 100 người chơi trong chương trình hôm nay thi đấu như thế nào. Đã có những người trả lời sai và chúng ta cùng chờ xem. Như vậy là có 6 người trả lời sai, 94 người trả lời đúng. Ở câu hỏi tiếp theo này thì bạn loại bỏ được 6 đối thủ nhưng mà bạn vẫn chưa có mức thưởng nào trong tay cả. Cần phải vượt qua được 4 đối thủ ở câu hỏi tiếp theo. Ít nhất là như vậy thì bạn mới có được 500.000 đồng tiền thưởng. Và tất nhiên là quyết tâm của bạn thì không hề giảm đi mà thậm chí là tăng lên ở câu hỏi tiếp theo chứ ạ. Bạn? Mình sẽ đấu tiếp. Và quyết định đấu tiếp. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 94 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo, nam diễn viên Hàn Quốc nào đã tham gia phim truyện nhựa Vô Cực
của đạo diễn Trần Khải Ca. A. Giang Đông Gun. B. Lee Min Ki. Hay C. Bi Jung Jun. Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Câu hỏi đưa ra mà có liên quan đến diễn viên Hàn Quốc thì những người cùng chơi là nữ ở dưới cười rất sảng khoái. Hình như là chị em cho là mình biết tất là các anh ấy. Thực ra thì đối với điện ảnh thì mình không có thời gian để mình xem nhiều. Mình xem một số bộ phim thôi. Thì ở đây thì mình phân vân giữa câu A với lại câu C. Giang Đông Gun là một diễn viên rất nổi tiếng. Mình biết anh này từ lúc anh đóng Anh Em Nhà Bác Sĩ. Còn anh Bi Jung Jun gì đó thì là mình nghe cũng quen nhưng mà không biết nằm trong bộ phim nào. Thì theo các bạn mình chọn đáp án C có đúng không ạ? Bác A nhiệt tình hơn rất nhiều rồi đúng không ạ? Và với phần đông những người chơi lựa chọn như vậy thì liệu bạn có đủ tự tin để đưa ra sự lựa chọn của mình? Em xin lựa chọn theo cái số đông các bạn ở đây. Vâng. Em xin chọn phương án A. Và đó thì ít nhiều cũng là một diễn viên rất nổi tiếng người Hàn Quốc mà bạn biết tới, đúng không ạ? Hãy chờ xem là sự lựa chọn của bạn và rất nhiều người cùng chơi phương án A liệu có phải là câu trả lời đúng ở câu hỏi này. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Nếu mà chúng ta biết hoặc là chúng ta đã từng theo dõi bộ phim Chuyện Nhựa Vô Cực của đạo diễn người Trung Quốc Trần Khải Ca rồi đúng không ạ? Thì chúng ta biết là có sự hiện diện của nam tài tử điện ảnh người Hàn Quốc Giang Đông Gun ở đó. Rất đơn giản là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì cứ suy luận một chút đúng không ạ? Đây là cái tên nổi tiếng mà ít nhiều thì anh cũng xuất hiện ở rất nhiều bộ phim nổi tiếng khác. Bạn đã vượt qua điều này bởi vì bạn đặt cái niềm tin của mình vào rất nhiều người cùng chơi ở trong chương trình này là những người chơi rất trẻ tuổi. Hy vọng là có đa phần trong số họ sẽ trả lời đúng. Hãy chờ xem là những người cùng chơi của chúng ta thi đấu như thế nào ở câu hỏi tiếp theo này. Như vậy là đã có những người trả lời sai. Bạn có được 500.000 đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Mức thưởng ấy được nâng lên là 1 triệu đồng. Và có lẽ chưa dừng lại ở đó. Bạn có 2 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Rất ngạc nhiên là có nhiều người trả lời sai. Mức thưởng ấy được nâng lên là 3 triệu đồng. Và hãy chờ xem là bạn có thể có được 5 triệu đồng hay không. Bạn có 5 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Có đúng 44 người trả lời sai và có 50 người trả lời đúng. Bạn đến thời điểm hiện tại đã loại bỏ được 50 đối thủ và nhận về mình 5 triệu đồng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Chúc mừng bạn. Theo em câu này thì mình có phần may mắn là do có sự đồng hành của các bạn. Thật sự mình là chọn mình thiên về cái C hơn thì lúc đầu các bạn cũng vỗ tay nhiều quá. Nhưng mà cuối cùng thì may mắn là chúng ta đã vượt qua họ. Điều không may là ở ngay câu hỏi này khi mà chúng ta chuẩn bị thi đấu tiếp thì chúng ta đã loại bỏ được đúng 50 đối thủ. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu áp dụng luật chia tiền thưởng. Phía trước bạn là 50 đối thủ, 50 người cùng chơi. Bạn có 5 triệu đồng tiền thưởng ở trong tay. Tất nhiên là bạn chưa sử dụng đến bất kỳ một quyền trợ giúp nào từ chương trình rồi. Và quyết tâm của bạn? Để đáp lại cái tinh thần của các bạn thì mình đi tiếp.
Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 50 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo. Hiện nay nước nào có nhiều núi lửa hoạt động thường xuyên và mạnh nhất thế giới? A. Nhật Bản. B. Mỹ. Hay C. Indonesia. 50 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Một câu hỏi có lẽ là cũng không dễ dàng gì nếu như mà chúng ta chỉ có khoảng thời gian 6 giây. Đúng ạ? Nhưng mà những người cùng chơi, 50 người cùng chơi, một nửa trong số những người chơi của chúng ta đã trả lời xong rồi. Với bạn, có nhiều thời gian như thế thì bạn nghĩ thế nào? Mình thì câu hỏi là hiện nay, tức là từ thời điểm bây giờ thì mình biết là Indonesia là một đất nước có rất nhiều quốc đảo và cái số lượng núi lửa nước này cũng rất là nhiều. Nhật Bản thì cũng nằm trong cái khu vực mà núi lửa hoạt động và sóng thần. Mỹ thì trong thời gian gần đây thì mình không nghe nói tới nhiều. Theo bạn đáp án C đúng không ạ? Thì bây giờ mình được 5 triệu mà giờ 50 người chia cũng không được bao nhiêu. Phương án A thế nào ạ? Họ là những đối thủ thực sự của bạn ở thời điểm này rồi đúng không? Bây giờ thì bạn hãy nhớ là bạn có 3 quyền trợ giúp ở trong tay. Tìm người chơi, khảo sát người chơi hoặc hỏi người chơi. Nếu mà chưa chắc chắn thì bạn có thể tính tới những quyền trợ giúp mà bạn có ở trong tay. Những sự trợ giúp hiệu quả có thể giúp cho bạn vượt qua những câu hỏi khó khăn để bước tiếp trong đấu trường 100. Em xin được sử dụng phương án khảo sát câu hỏi. Vâng, bạn sẽ sử dụng quyền khảo sát người chơi. Và phương án mà bạn muốn khảo sát ở câu hỏi này? Phương án A. Phương án A, Nhật Bản. Chúng tôi sẽ cho người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Hữu Tình, biết là có bao nhiêu trong số 50 người cùng chơi lựa chọn phương án A, Nhật Bản là câu trả lời ở câu hỏi này. Như vậy là có 11 trong tổng số 50 người chơi của chúng ta lựa chọn phương án A là câu trả lời. Một số lượng khá là thấp. Mình sẽ đặt niềm tin vào 39 bạn còn lại. Các bạn ủng hộ mình phương án C phải không ạ? Mình tin tưởng vào 39 bạn còn lại. Mình chọn phương án C. Một quyền trợ giúp được đưa ra và cuối cùng thì người chơi chính chúng ta lựa chọn phương án C là câu trả lời. Hãy chờ xem sự lựa chọn ấy liệu có chính xác. Đảo quốc Indonesia nằm ở trong vành đai lửa Thái Bình Dương. Quanh năm thì ở Indonesia núi lửa hoạt động với cái mức độ khác nhau. Kế đó thì là Nhật Bản, sau đó mới đến nước Mỹ.
Vâng, bạn đã rất chính xác với những suy nghĩ từ đầu của bạn. Tuy nhiên thì chúng ta có trăn trở một lúc, đúng không ạ? Bởi vì phía trước chúng ta là 50 đối thủ thực sự. Nhưng mà thì bạn quan trọng nhất là tin tưởng vào bản thân. Và hãy chờ xem là sau khi vượt qua được câu hỏi này, liệu có bao nhiêu người trả lời sai trong câu hỏi tiếp theo này. Chắc chắn là con số đó không nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta hãy chờ xem. Bạn nâng mức thưởng của mình lên 10 triệu đồng ở thời điểm hiện tại và bạn đang hy vọng là bạn có thể có hơn nữa. Vâng. Như vậy là có 12 người trả lời sai và 38 người trả lời đúng, và đến thời điểm hiện tại phía trước bạn còn lại 38 đối thủ và bạn có 10 triệu đồng tiền thưởng ở trong tay. Chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta được 1/4 cái xe máy. Đạt được một nửa những cái lời dặn dò của bà xã. Để cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ phải đi tiếp. Hay là bạn? Mới được có 1/4 thôi thì phần nửa mình chưa tới thì mình đấu tiếp. Cảm ơn bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 38 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo, loài chim nào dưới đây chân có hai ngón? A. Chim ưng. B. Chim đà điểu. Hay C. Chim hồng hạc. Những người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Một câu hỏi rất là thú vị, đúng không ạ? Nhiều khi thì có điều đúng là chúng ta chả giờ để ý đến nó có mấy ngón mà kệ nó. Nhưng mà đấu trường 100 thì chúng ta phải biết đích xác là có loài chim nào trong số những loài chim dưới đây thì có hai ngón. Những người chơi thì cũng đã trả lời xong. Bạn có nhiều thời gian hơn họ, có thể suy đoán để đưa ra một câu trả lời chính xác hay không? Chim ưng là loài bay trên cao và thường là săn bắt loài nhào xuống đó để bắt mồi. Thì nếu mà dùng hai ngón thì không thể nào mà bạn giữ được một cái con mồi to, giữ được một con mồi. Đối với loài đà điểu là loài chạy trên mặt đất thì người ta nói là vững như kiềng ba chân, cũng đồng nghĩa đây là trên mặt đất để tạo được một phẳng để mà nó di chuyển thì là nó phải có ba ngón chân. Mình chọn đáp C đúng không ạ? Em tin là... Đôi khi thì là kiềng ba chân cũng chưa chắc là chắc đâu. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn trọng ở câu hỏi này. Bởi vì như chúng ta đã nói với nhau đúng không ạ? Ở đấu trường 100 khắc nghiệt ở chỗ là chỉ trả lời sai một câu hỏi thì chúng ta sẽ nói lời chia tay nhau. Bạn có biết tới chim hồng hạc không? Có quan sát kỹ chim đà điểu không? Chim ưng là mình loại từ đầu rồi. Còn hồng hạc thì thực sự em không có nhìn nó, nhưng mà không biết cái chân nó có bao nhiêu cái ngón. Theo bạn, các bạn thì mình chọn đáp án B đúng không ạ? Đáp án C sao ạ? Lúc đầu thì mình thiên về C, nhưng mà có một số bạn ở đây lại nghiêng về đáp án B. Mình sẽ sử dụng quyền trợ giúp là hỏi người chơi. Vâng. Người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Hữu Tình quyết định sử dụng quyền trợ giúp thứ hai trong chương trình hỏi người chơi. Và chúng ta sẽ lựa chọn ra hai người cùng chơi bất kỳ trong số những người chơi còn lại ở đây. Một trong số họ sẽ có câu trả lời đúng. Chắc chắn là như vậy. Chỉ có điều chúng ta không biết là ai là người có câu trả lời đúng mà thôi. Hỏi họ lý do vì sao họ lựa chọn như vậy, và bạn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đó là người chơi ở vị trí số 59 và người chơi ở vị trí số 74.
Xin chào người chơi vị trí số 59. Dạ, chào anh ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Lưu Duy Tuấn, hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế, vâng. Rất vui ngày hôm nay chào đón bạn Tuấn đã đến đây tham dự chương trình. Lựa chọn của Tuấn ở câu hỏi này là phương án gì ạ? Dạ, phương án A. Chị Mừng. À, vì sao? Cái này em chọn may mắn thôi anh. À, chọn may mắn thôi. Tại sao lại lựa chọn may mắn? Dạ, hồi đó thì em có coi phim á, là em thấy chim đà điểu thì em nhớ là hình như nó không phải có hai ngón đâu. Dạ. Còn chim hoàng mạc thì em biết, còn chim ưng thì em nghĩ có khả năng hơn. Chính vì thế mà bạn đưa ra lựa chọn như vậy. Dạ. Vâng. Cảm ơn người chơi vị trí số 59. Cảm ơn Tuấn. Xin chào người chơi vị trí số 74. Xin chào anh Thái Tuấn. Xin chào người cùng chơi và cùng 100 bạn cùng chơi ngày hôm nay ạ. Em tên là Trần Thị Hằng, là sinh viên trường Ngân hàng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở chương trình ngày hôm nay thì lựa chọn của Hằng là gì? Dạ, em chọn phương án B là chim đà điểu ạ. Vì sao? Dạ, theo em biết thì chim ưng là không phải là có hai ngón, chim hồng hạc thì thuộc họ cò nên chắc cũng không hai ngón, và chim đà điểu thì là có hai ngón ạ. Đơn giản là như vậy thôi đúng không ạ? Dạ, với lại đi sở thú nhiều em cũng coi. Và bạn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình? Dạ, em chắc chắn ạ. Vâng. Cảm ơn Hằng. Cảm ơn người chơi vị trí số 59 một lần nữa. Qua cái phần giao lưu đó thì chúng ta được biết là phương án C ở đây, chim hồng hạc, không phải là câu trả lời chính xác ở câu hỏi này. Còn lại chim ưng hoặc là chim đà điểu, bạn lựa chọn loại chim nào? Có hai ngón chân. Trước tiên mình xin cảm ơn người chơi số 59 cũng như là bạn 74. Thì sau khi suy nghĩ lại thì nãy mình phân vân giữa B, C. Mà phương án C giờ đã bị loại, mình sẽ chọn phương án B. Như vậy là người chơi chính chúng ta đã tận dụng cơ hội mình có, một quyền trợ giúp quan trọng từ chương trình và đưa ra phương án trả lời B. Hãy chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Vâng, phương án B là câu trả lời đúng. Bạn hãy nhớ là chân của đà điểu nó chỉ có hai ngón mà thôi. Với một ngón thì nó lớn hơn, nó lại giống như là cái móng ngựa. À, và với cái cấu tạo như vậy thì con đà điểu này nó có thể chạy rất nhanh. Cái tốc độ chạy của nó có thể lên tới 65 km một giờ cơ, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta từng tới những trang trại đà điểu ở Việt Nam chúng ta thôi, đúng không ạ? Thì bạn có thể có một cái trải nghiệm thú vị là cưỡi đà điểu xem nó chạy như thế nào. Hy vọng là lúc ấy chúng ta sẽ nhìn kỹ cái ngón chân của nó. Trong bữa nào thì cưỡi đà điểu. Bạn đã vượt qua được câu hỏi này và rõ ràng là chúng ta không nên phí phạm những cơ hội mà chúng ta có, đúng không ạ? Đó là điều mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Bạn phải nói là đã cố gắng và may mắn. Và hãy chờ xem là sau khi may mắn vượt qua được câu hỏi này thì người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Hữu Tình, loại bỏ được bao nhiêu trong số những người cùng chơi còn lại? Rồi, như vậy là đã có khá nhiều người trả lời sai. Và hãy xem là mức thưởng của bạn có thể được nâng lên cao hay không. Bạn có 15 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Vâng. Như vậy là có 12 người trả lời sai và 26 người trả lời đúng. Sau khi vượt qua được 12 người chơi, phía trước bạn là 26 đối thủ và bạn nâng mức thưởng của mình từ 10 lên thành 15 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Chúc mừng bạn. Phía trước chúng ta là 26 đối thủ. Bạn đi tới câu hỏi tiếp theo, vượt qua được 6 đối thủ sẽ nâng mức thưởng của bạn lên thành 20 triệu đồng. Bạn còn một quyền trợ giúp khá quan trọng trong tay, đó là tin người chơi. Và bây giờ sẽ là quyết định của bạn. Bạn sẽ nhận 15 triệu hay đấu tiếp? Mình sẽ đấu tiếp. Vâng. Rất nhanh chóng. Vâng, quyết định của bạn nhận được sự tán thưởng của những người cùng chơi và chắc chắn là mọi người cũng đều hy vọng là bạn sẽ đi tiếp. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 26 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo. Trong lịch sử phong kiến nước ta, quốc hiệu nào tồn tại lâu nhất? A. Đại Cổ Việt.
B, Đại Việt hay C, Đại Ngu? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là 26 người cùng chơi của chúng ta đã đưa ra câu trả lời rồi. Và việc của bạn là suy nghĩ thật kỹ để đưa ra một câu trả lời chính xác ở câu hỏi này. Mình loại phương án C bởi vì Đại Ngu là do nhà Hồ, Hồ Willy ha. Thì triều đại này chỉ có, theo mình nhớ là 6-7 năm vậy đó. Thì không phải là phương án C. Rất ngắn ngủi thôi đúng không ạ? Đại Cổ Việt thì là thời Lê, do vua Lê Đại Hành sau khi lên ngôi đặt tên nước là Đại Cổ Việt. Và nhà Đại Việt thì là, em nhớ là thời Lý. Thưa các bạn, phương án B có đúng mà. Mình xin lựa chọn phương án B, phương án lựa chọn của mình. Khi mà chúng ta chứng kiến những người chơi chính thi đấu, khi mà họ đã không còn nhiều cái quyền trợ giúp thì có lẽ là những người chơi chính đang quyết tâm hơn rất nhiều. Bạn thể hiện điều đó, tin tưởng vào bản thân mình, đưa ra sự lựa chọn phương án B là câu trả lời. Và hãy chờ xem là liệu sự tin tưởng ấy mà bạn dành cho chính mình có được đền đáp hay không. Chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Câu trả lời đúng, chúc mừng bạn. Quốc hiệu Đại Ngu thì nó chỉ tồn tại vỏn vẹn là 28 năm. Đại Cổ Việt thì tồn tại khoảng thời gian lâu hơn nữa là 86 năm. Trong khi đó thì Đại Việt tồn tại từ năm 1054 cho đến năm 1400. Tức là cái khoảng thời gian rất dài đúng không ạ? 446 năm. Và từ 1428 cho đến năm 1804 thì đó là 376 năm nữa. Và tổng cộng lại thì là cái quốc hiệu này nó tồn tại trong suốt hai thời kỳ đó lên tới con số là 822 năm. Em không nghĩ là nó nhiều vậy. Vâng. Bạn thì bạn đã có những cái kiến thức chúng tôi nghĩ là tốt ở trong lĩnh vực này. Điều quan trọng là bạn đã tự tin vào bản thân mình để có thể vượt qua được câu hỏi có lẽ là không dễ dàng. Hãy chờ xem là bạn có thể có được cái mức tiền thưởng nâng lên cao là 20 triệu đồng hay không. Liệu có ai trả lời sai câu hỏi này, chúng ta phải cùng chờ xem. Và chỉ có một người trả lời sai ở câu hỏi này. 25 người đã trả lời đúng. Dù sao thì bạn cũng rất là vui, bởi vì ở câu hỏi này bạn loại bỏ được người chơi vị trí số 57. Còn lại 25 đối thủ, mức tiền thì vẫn giữ nguyên là 15 triệu đồng. Có lẽ quyết tâm bạn chưa thay đổi đúng không ạ? Chúng ta cần phải đi tiếp. Ít nhất là loại bỏ 5 đối thủ thì mức tiền sẽ được nâng từ 15 lên thành 20 triệu đồng. Bạn nghĩ sao? Tiếp đi. Các bạn rất là nhiệt tình ha, mình sẽ đấu tiếp. Vâng, rất tuyệt vời. Vậy là người chơi chính có đấu tiếp hay không thì phụ thuộc vào sự nhiệt tình những người cùng chơi rất nhiều. Chúng tôi hiểu như vậy. Và bạn đã đưa ra quyết định chúng ta sẽ tiếp tục đấu của người chơi chính và 25 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo. Vâng. Có nhiều người than thở nhưng không sao. Đọc kỹ câu hỏi và hy vọng là quý vị có thể có câu trả lời chính xác. Có khoảng bao nhiêu loài khủng long từng sống trên trái đất? A. Khoảng 500 loài. B. Khoảng 700 loài. Hay C. Khoảng 1.000 loài. 25 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Thực sự là nó quá khó anh ơi.
Theo các bạn mình chọn đáp án nào đây ạ? Câu này thì thực sự là mình không có một cái dữ liệu nào về cái thông tin này hết. Còn một quyền trợ giúp không anh? Bạn còn một quyền trợ giúp nữa, đó là tin người chơi. Em không còn sự trợ giúp nào đổ ngoài quyền trợ giúp cuối cùng. Câu này thực sự thì em cũng không biết, cho nên em đặt niềm tin vào một quyền cuối cùng của người chơi là quyền trợ giúp tin người chơi. Như bạn đã phân tích của chúng tôi là bạn không có một cái dữ liệu nào trong tay ở câu hỏi này. Cuối cùng thì bạn quyết định dùng quyền trợ giúp cuối cùng. Tin người chơi. Tin người chơi. Bạn tin tưởng những người chơi và chúng ta chờ xem là liệu những người cùng chơi của chúng ta có đáp ứng sự tin tưởng của bạn không. Quyền trợ giúp ấy của bạn, bạn đã sử dụng ở câu hỏi này. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem là đa phần những người chơi chúng ta lựa chọn phương án nào là câu trả lời. Như vậy là có 10 trên tổng số 25 người chơi của chúng ta lựa chọn phương án A, khoảng 500 loài là câu trả lời. Và 10 người so với 3 đáp án của chúng ta ở đây cũng là con số tối đa. Và bạn cũng sẽ phải lựa chọn phương án A là câu trả lời. Bây giờ thì bạn và 10 người cùng chơi chúng ta rất hồi hộp chờ xem là sự lựa chọn của người chơi chính chúng ta, 10 người cùng chơi chúng ta liệu có chính xác. Thật là vui, đúng không? Có những người thì thật là buồn ở câu hỏi này. Nhưng mà cũng không sao cả, đúng không? Bởi vì đây là một câu hỏi không dễ dàng gì. Khủng long nó chính là cái nhóm mà đa dạng nhất ở trong những cái nhóm động vật mà có xương sống. Và chúng có hơn 500 chi khác biệt và khoảng hơn 1.000 loài khác nhau từng tồn tại trên trái đất chúng ta. Một con số rất là lớn mà bạn cũng không ngờ tới. Ở câu hỏi này thì bạn đã trả lời sai và bạn truyền cái niềm vui của bạn còn lại cho những người cùng chơi chúng ta. Chúng ta sẽ nói lời chia tay nhau, chia tay bạn. Nhưng trước khi nói lời chia tay bạn, chúng ta hãy xem là 15 triệu đồng mà bạn tích lũy được trong suốt quá trình thi đấu từ đầu chương trình đến giờ sẽ được chia đều cho những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta ở câu hỏi vừa qua. Chắc chắn là không thể trách bạn được, có rất nhiều người trả lời sai. Và nếu có may mắn thì bạn đã có được 20 triệu đồng tiền thưởng. Và có lẽ là con số 20 triệu ấy cũng chưa dừng lại. Vẫn còn có những người trả lời sai. Hãy xem còn lại bao nhiêu người trả lời đúng. Wow, thật là tiếc. Nếu bạn trả lời đúng thì bạn đã có thể có được 40 triệu đồng rồi. Vẫn có những người trả lời sai. Như vậy là có 16 người trả lời sai, chỉ có 9 người trả lời đúng mà thôi. 9 người trả lời đúng sẽ nhận được tổng cộng số tiền thưởng người chơi chính chúng ta tích lũy được trong suốt quá trình thi đấu là 15 triệu đồng. Xin chúc mừng. Chúng ta chia cái phần thưởng của chúng ta là 15 triệu cho 9 người cùng chơi. Họ đang vui lắm đúng không ạ? Chúng tôi cũng cảm ơn những người chơi đã đến Đấu Trường 100 để làm cho không khí của chương trình này nó tuyệt vời như vậy. Bạn sẽ ra về mà không phải hối tiếc gì cả. Chắc chắn là như vậy bởi vì bạn đã thi đấu rất ấn tượng trong suốt chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra thì còn đem lại cái niềm vui cho quý vị khán giả xem truyền hình và đặc biệt là 9 người cùng chơi của chúng ta nữa. Thôi thì chúng ta chưa thành công ở Đấu Trường 100, nhưng bạn vẫn đang thành công trong công việc của mình và hy vọng là sau này thì trong cuộc sống bạn còn có nhiều cái thành công hơn nữa. Chúc cho bạn là có gia đình hạnh phúc, em bé thì luôn hay ăn trong lớn, mạnh khỏe và bạn luôn luôn dành tình cảm cho các chương trình của truyền hình Việt Nam. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình, và bây giờ thì một lần nữa chúng tôi muốn nói lời chúc mừng 9 người cùng chơi. 9 người cùng chơi chúng ta sẽ nhận mức thưởng 15 triệu đồng từ người chơi chính, bạn Nguyễn Hữu Tình. Và chúng tôi sẽ nói lời chia tay quý vị ở đây. Trước khi nói lời chia tay thì chúng tôi xin nhắc là nếu có thời gian, quý vị đừng quên truy cập website www.songvangproduction.com.vn. Ở đó thì quý vị sẽ có cái trải nghiệm như người chơi chính chúng ta, bạn Hữu Tình đã chia sẻ. Đó là một cái trải nghiệm rất đặc biệt của người chơi chính. Kính chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả, thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.